Vị này hỏi ý thứ hai là con ở tập thể không có điều kiện lập bàn thờ Phật. Con chỉ dán ảnh của Phật và Bồ Tát Địa Tạng hướng phía Nam, nhưng vì thế không có chỗ đặt bát hương và hoa. Hàng ngày con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, như vậy có được phước cho gia đình không? Thầy chỉ bảo cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà ra ban thờ mà chật, không thể bày lễ và dâng hoa. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là dán ảnh Địa Tạng về phía Nam không cần thiết. Phật đó thì phía nào cũng được. Để tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để treo lên bên trên cao trang trọng hơn. Và chật quá thì không có bát hương được, cứ cắm bát hương vào thần linh gia tiên chúng ta được, miễn là có ảnh của ngài ở trên đó. Và chúng ta thì mỗi lần lên tụng kinh như vậy, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước dâng cúng ngài là được. Lễ thanh bông hoa quả có được thì càng tốt. Chứ không cứ là phải hướng Nam, Phật thì hướng nào cũng tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Nam Đông Bắc Tây Bắc đều tốt hết. Đấy. Cái thần linh gia tiên của chúng ta thì thường theo phong thủy họ, mới phải xem theo mệnh. Vì còn ở trong tam giới cho nên gì, còn chịu sự chi phối của tam giới. Cho nên á, thì theo phong thủy họ xem cho nó kỹ, đó là hướng ban thờ thần linh gia tiên thì nên hợp với mệnh chủ nhà. Và hướng nhà, hướng đất, phong thủy thì sẽ tốt cho gia đình cát khánh, thì cái đấy cũng được, phương tiện được. Còn Phật thì không cứ hướng nào được. Đó, cho nên ở trường hợp này thì về có thể Phật tử chỉ cần để cái ảnh lại trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình trang trọng và đọc tụng là thì nó sẽ tốt hơn, trang trọng hơn là treo cái bức tường không để quay về hướng Nam. Đó. Một câu hỏi nữa của Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch thầy cho con hỏi. Nhà con thờ thổ công và gia tiên ở phòng trong, thờ Phật ở phòng ngoài, nhưng bàn thờ Phật thấp hơn bàn thờ gia công và gia tiên. Bàn thờ thổ công chứ không phải gia công. Và gia tiên như vậy có được không ạ? Xin thầy chỉ giáo. Phật chúng ta phải thờ, bàn thờ phải cao hơn để tỏ cái lòng thành kính. Cao hơn chỉ cần 3 thăm, 1, 2, 3 phân đến 5 phân là được. Trở lên là được. 1, vài 3, 5 phân trở lên là được. Nhưng là gần như là phải nhất thiết phải cao hơn để tỏ cái lòng thành kính của chúng ta. Vì sao? Vì Đức Phật là bậc gì? Toàn trí, toàn đức, toàn năng, toàn tài, phúc trí, nhị nghiêm. Ra khỏi tam giới là thầy của tất cả trời người. Chứ đừng nói là ông thần linh nhỏ nhỏ ở trong cai quản trong khu đất. Đến như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chư thiên khắp mười phương, khắp các cõi, ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn phải gì? Quy kính và cúng dường Phật. Nay chúng ta lại đem thờ thần linh và gia tiên cao hơn cái ban thờ Phật, như vậy là trái pháp, không đúng. Chúng ta có thể đổi lại, lấy cái ban thờ gì cao hơn kia, đổi lại để thờ Phật. Ban thờ thấp hơn chúng ta thờ gia tiên. Đó. Thờ trong, thờ ngoài không quan trọng. Nhưng mà thường thì ban thờ Phật bao giờ phải cao hơn. Đấy là cái để tỏ cái lòng thành kính. Còn Phật thì cũng không bắt chúng ta đâu. Phật thì cũng không trách chúng ta, tại sao mày lại coi thường tao, mày lại thờ tao thấp hơn thần linh gia tiên nhà mày. Phật không chấp cái điều đó. Nhưng mình làm đúng pháp thì khiến cho thiên long bát bộ quỷ thần nói gì? Họ hoan hỷ. Và họ thấy rằng à, cái vị cư sĩ Phật tử tại gia này nó thờ Phật đúng như pháp, nó kính trọng Phật đúng như pháp, cho nên chúng ta cùng về đây để hộ trì cho nó đi. À, thế là gia đình được yên vui hạnh phúc thôi. Còn chúng ta không thờ không đúng như pháp, thiên long bát bộ không hoan hỷ, bảo là gia đình cư sĩ Phật tử này nó thờ Phật nhưng mà gì, nó không kính Phật. Miệng nó nói kính Phật nhưng mà nó không thể hiện bằng tất cả, bằng cái sự, bằng sự, bằng lý. Sự lý nó không được viên dung, cho nên nó thôi kệ xác nó, chúng ta đi nhà khác. À, thế là họ bỏ nhà qua nhà chúng ta, họ đi phù hộ, à, đi gia trì cho nhà khác. Đương nhiên chúng ta mất đi sự gia trì, có kém hơn. Cho nên trường hợp này xin trả lời như vậy, về cố gắng vợ chồng gia đình con cái bàn bạc nhau làm lại cho đúng pháp sẽ tốt hơn. Ban thờ nhà nào? Các vị lưu ý một cái nữa nhé. Ban thờ gia đình nhà nào? Đóng ban thờ thường thường cái chỗ ngồi của các cụ phải cao hơn cái chỗ để mâm cỗ nhé. Đừng có thờ cái chỗ để mâm cỗ, chỗ để lễ cao hơn chỗ ngồi các cụ. Gia đình nhà nào mà thờ như thế chỉ có ăn uống suốt ngày thôi. Mà ăn uống suốt ngày thì chỉ có gì? Đốt phúc mà thôi. Chẳng mấy thời gian là gì? Đi vào cái chỗ lụn bại không thể cứu chữa được. Lưu ý. Chỗ đặt bát hương, chỗ để ngai hay là chỗ
để thờ các cụ bao giờ cũng phải gì? Tầng tầng lớp lớp, các vị thấy trong Tam Bảo thờ chưa? Đó, tượng Phật phải ở trên, tượng thần, tượng thánh thì ở dưới, và ở dưới cùng mới là gì? Bát hương, nó tầng tầng lớp lớp nhìn lên, chứ bao giờ gì? Đừng có để là ban thờ các cụ ở trong thì chỉ ngồi thấp thịt xuống, còn ban thờ để bày lễ là thờ cao lên ở ngoài để dâng lễ. Gia đình đó chỉ có ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy rất rõ cái điều đó. Và như vậy đốt phúc không mấy mà hết đâu. Các vị về nên xem lại cái chỗ thờ phụng thần linh, tổ tiên nhà mình cho nó đúng. Các cụ ngày xưa bảo có thờ, có thiên, có kiêng, có lành mà. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.